lên 1, 2, lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, xin mến chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của bên Mike của Audio. Và tiếp tục những combo trị giá 6.800.000 lên đường phục vụ các bác. Thì với cái combo này thì em sẽ gửi vào huyện Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Thì cái combo là 3 sản phẩm. Thứ nhất là một chiếc đẩy Martin MA2004 thương hiệu của Anh. Một kênh của nó là 700W các bác nhé. Với công suất này thì các bác chơi 230. Và bên trên đó là dòng Idol IP 100. Dòng nâng tiếng để làm tính mic nó nhẹ hơn và thanh tính mic hơn. Bên trên cùng là chiếc vang Neck FX12 Pro phiên bản cao cấp nhất của dòng Neck các bác nhé. Vang nhại rất là hay, tiếng cực kỳ khỏe nha các bác nhé. Đây các bác có thể thẩm âm qua một khi alo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, các bác có thể thẩm âm được tiếng rất là khỏe nhé. Bộ combo này thì em gửi vào huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Bác thì em quên mất chín số thì bác có đặt cọc tiền 500k rồi nhưng mà em lại quên mất hỏi tên. Rất là xin lỗi bác một chút. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn qua đằng sau cái cách kết nối. Thì với cách kết nối thì rất là đơn giản. Hiện tại thì em đang cho nhạc từ điện thoại vào đây. Cổng điện thoại vào đây, bác có thể bắt Bluetooth hoặc cổng quang, đấy là tùy nhà bác có cái dòng nhạc nào vào. Ở đây cổng sub và cổng center sẽ bỏ qua. Và bác chỉ sử dụng 2 dây led loay. Led loay vào cổng in, 2 cổng in của Idol và tiếp theo đó 2 cổng out của Idol. Sẽ xuống đẩy và ra loa. Đó, rất là đơn giản phải không các bác? Vào vang rồi xuống nâng, nâng rồi xuống đẩy. Rất là nhiều các bác cũng đang thích cái combo này. Có rất là nhiều bác nhắn tin trên cái Zalo của em rồi. Với lại cái cách đấu nối thì các bác chưa biết cho nên là chưa dám sử dụng. Đấy là cái cách đấu nối rất là đơn giản vậy thôi. Nếu mà các bác có Zalo, Facebook thì các bác cũng thể gọi trực tiếp thì mình có thể nhìn qua để mình đấu nối cực kỳ đơn giản. Và để thực tế hơn thì em sẽ test một cái đoạn ca khúc karaoke. Thì mời các bác cùng thẩm âm. Tiếng lên cực kỳ hay các bác nhé. Lên 1, 2. Các bác lưu ý là hiện tại em đang hát với chép kèn nhưng mà cái độ chét lên rất là mạnh nhá, nhưng mà không có độ díu dít các bác nhá, chống cũng rất là tốt. Với cái phiên bản Neck FX12 Pro này thì cái giải chép mà của nhạc lên rất là hay các bác nhá, vì giải echo cũng rất là mượt mà tiếng lại khỏe. Combo 3 sản phẩm này trị giá là 6.800.000.
Vâng, rất là xin lỗi bác ở trong Bình Thuận thì em cũng quên hỏi tên, căn bản là cũng hơi nhiều việc. Cái thứ hai là nhiều khách chốt đơn quá cho nên là thành ra là em lại quên mất là xin cái tên của anh. Còn hàng thì em sẽ gửi vào, khi nào anh nhận hàng anh tính toán 6.3 triệu vì anh đã đặt cọc 500.000 qua tài khoản bên em rồi. Các bác nào mà có nhu cầu ghép bộ karaoke hoặc là tư vấn thêm, các bác có thể kết bạn Zalo, Facebook hoặc là gọi trực tiếp để bên em tư vấn thêm nha các bác nhé. Ok, em xin được kết thúc video. Các bác nhớ like cũng như đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Vâng, em xin chào các bác.